tháng 10 năm 2024 tôi trực tiếp đánh tin là em cho học viên cùng theo dõi. Và bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường thì cần phải thấy rõ người chúng ta chia sẻ hoặc là chuyện phát triển vào trong thị trường quốc tế để chúng ta kiểm chứng, thì đó mới gọi là nhà thực chiến Forex, chứ không phải chúng ta lên chúng ta chỉ cần nghe bọn chúng phân tích về xu hướng nhận định ở trên thị trường hoặc là lấy trading view whatever, thì đấy không phải là thực chiến Forex mà mời nhà đầu tư theo dõi nhé. Đó, các tài khoản live của tôi đây. Thì hôm nay thì tôi sẽ đánh tài khoản nhỏ cho anh em học viên cùng theo dõi. Và bản thân chúng ta khi tham gia trải nghiệm trên thị trường thì chúng ta phải thấy rõ được thực tế này. Và một người đứng ra chia sẻ thì họ phải tận dụng, phải chứng minh được. Ở tắt kèm cái chuyển cái rồi đấy, thì tôi vận dụng tôi anh nhìn này, anh Quân này, đây tài khoản anh kèm này. Chúng tôi mong muốn rằng những gì tôi đang gửi cho các bạn có thể thấy rõ nhé. Đó là hình ảnh hôm nay thì tôi sử dụng tài khoản nhỏ để tôi đánh cho anh em học viên theo dõi. Anh em học viên tôi đang ngồi xung quanh đây. Và đây là có phải là tài khoản mà tôi đang quay lại. Em cho anh mượn cái máy đây. Đó. Thì anh em học viên là nhà theo dõi tôi đánh nha. Đó, tài khoản tôi đang chơi lại đây. Đó. Đó, tài khoản lên hết.
Đó. Đó.